Thì hôm nay mình xin giới thiệu cái mẫu mạch lô kéo mới ha, cực mới ha. Thì cái mẫu mạch đây có nhiều cái điểm cải tiến mới. Ok ha, xin giới thiệu ha. Nhất là cái phần EQ này ha. Thì khi mình thêm cái EQ vào mình chỉnh các dãy tần nó rõ ràng ha. Ok chưa? Thì mình ví dụ ha, mình kéo cái tầng hai cần bass này xuống nè. Bass và hai bass này ha. Kéo sâu xuống thì nó dễ lập được cái tiếng sách luôn ha. Đó. Và các dãy tần như chung và chép mình chỉnh nó rõ ràng hơn. Thấy chưa? Rồi. Tiếp theo những cái điểm mới tiếp theo ha là cái phần reverb echo cộng chống hú ha. Thì ở đây đang sử dụng một cái chip chuyên nghiệp.